đến lúc lấy nhau về rồi thì như thế thì tốt không ạ? Nhưng mà lúc chưa lấy mà như thế là chúng nó không thèm. Nó bảo thằng này kẹp thỉ lấy về cũng thế đâu. Nhưng mà bọn con gái giờ nó không lấy đâu. Cú là 87 ấy. 87 đấy. Thế quan điểm sống bây giờ của chúng nó là chúng nó chỉ sống một lần thôi. Nên là chúng nó không quan tâm là anh có tiền hay không đâu. Dân thì mạnh nên vợ thân, dân thì chơi tí gì, dân cũng phải chót lấy, vỡ mồm. Chậm một tí là hỏng ngay. Dân thì vài năm sau là vỡ mồm đấy. Chậm lại là hỏng ngay. Rồi, bây giờ là cũng khóc mồm. Mày, lấy sớm. Lấy sớm, dân lúc bây giờ lấy sớm. Mà có mười mấy. Cái thời đấy là vẫn dễ lấy vợ. Rồi, lấy sớm. Thời đấy nói thật là nó chưa đi làm công ty. Rồi, nó bật ra công ty phát là các ông chậm chân là hỏng hết. Tịt ngay. Sắp lên ông nội ông ngoại rồi. Ừ. Con nói nếu mà tốt thố thì lên ông ngoại nhanh lắm. Nhanh mà, con gái thì nhanh lắm. Còn mình nó là con năm nay nó đã 17 rồi. Mà nhưng mà là con gái nó lấy chồng sớm thì 18, 19 thì con nói được sang ngày tuổi đang 8 mà con lấy vợ sớm như thằng thiện chua thôi. Ừ. Giờ con nó đã học lớp 9 rồi. Rồi. Con nói nếu tốt thố như cháu mình con nhà cơ thì giờ lại lên bố là ông nội rồi. Ông ngoại rồi. Đúng không? Lên ông ngoại rồi. Thế năm nay bọn con mới có 36 lên ông ngoại rồi. Thằng chưa lấy vợ. Thằng chưa lấy vợ. Thằng lên ông rồi.